Kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ tư ngày 24 tháng 4. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu cùng đại diện một số ban ngành địa phương đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Nha Trang. Đoàn đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Liên sinh năm 1920, ông Nguyễn Đình Khang sinh năm 1932 là thanh niên xung phong cùng trú tại phường Xuân Huân, ông Nguyễn Đăng Chung sinh năm 1933, ông Đặng Ngọc Chỉnh sinh năm 1932 đều là cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ cùng trú tại phường Vĩnh Nguyên. Tại các gia đình đến thăm, ông Đinh Văn Thiệu và đoàn công tác đang cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Mong muốn các gia đình tiếp tục động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, ra sức học tập lao động để tiếp tục xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Chiều qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã tiếp đoàn công tác thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đến thăm và làm việc, trao đổi kinh nghiệm, triển khai đề án phát triển kinh tế ban đêm. Hoan nghênh đoàn công tác thành phố Phan Thiết có chuyến thăm và làm việc, lãnh đạo thành phố Nha Trang hy vọng chuyến thăm lần này, hai bên sẽ cùng nhau chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong triển khai đề án phát triển kinh tế ban đêm. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai thí điểm mô hình kinh tế ban đêm, như các giai đoạn triển khai đề án phát triển kinh tế ban đêm, cách thức quản lý, vận hành, vị trí triển khai thí điểm các mô hình kinh tế ban đêm, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các mô hình. Sáng nay, Trường Chính trị tỉnh khai mạc lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 178. Lớp học diễn ra trong 15 tháng với 80 học viên là cán bộ công chức, viên chức, cán bộ quân đội, công an. Tham gia lớp học, các học viên được học tập, nghiên cứu nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, một số nội dung về khoa học chính trị và lãnh đạo quản lý. Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh đề nghị các học viên nắm bắt đầy đủ thông tin về chương trình, tập trung thời gian nghiên cứu, học tập, từ đó nỗ lực hoàn thành mục tiêu khóa học, xây dựng tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế, quy định của nhà trường. Hôm qua, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa phối hợp với Phòng Kinh tế, Hội Nông dân huyện Vạn Ninh tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý về mẫu logo nhãn hiệu tập thể dừa Sim tuần lễ và tỏi Vạn Ninh. Tại hội thảo, đại diện Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ trình bày các mẫu logo đối với hai nhãn hiệu dừa Sim tuần lễ và tỏi Vạn Ninh cho hơn 30 thành viên tổ hợp tác, hội viên nông dân tại hai xã Vạn Thọ, Vạn Hưng. Nghe đóng góp ý kiến về hình vẽ, màu sắc của logo, theo đó logo phải đảm bảo ý nghĩa tổng quan, thật sự ấn tượng, dễ nhớ, nổi bật và hàm chứa đầy đủ các nét đặc trưng về giá trị văn hóa của quê hương, qua đó giúp người tiêu dùng có thể nhận biết một cách dễ dàng sản phẩm nông sản chủ lực của mỗi xã. Sau hội thảo, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ sẽ tiếp thu các góp ý, họp bàn và tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa chứng nhận logo, nhãn hiệu tập thể cho dừa Sim tuần lễ và tỏi Vạn Ninh thuộc huyện Vạn Ninh. Sáng nay tại Nha Trang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn giảng viên nguồn cấp huyện dự án thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2024, gọi tắt là dự án 8. Tại hội nghị, hơn 70 đại biểu đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đoàn thể, ban ngành phối hợp thực hiện dự án cấp huyện, lãnh đạo cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố, các chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn tỉnh được phổ biến các nội dung liên quan đến tình hình triển khai dự án 8 trên địa bàn tỉnh, truyền thông bình đẳng giới, một số vấn đề nổi bật của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chia sẻ thảo luận các giải pháp hỗ trợ phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp với các ban ngành đoàn thể trong triển khai dự án tại địa phương. Được biết, tại Khánh Hòa, dự án thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em được triển khai tại 66 thôn, xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với nguồn vốn được các cấp hội phân bổ là 10 tỷ đồng. Trong đó, dự án tập trung triển khai các nội dung như thành lập 26 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 46 tổ tuyên truyền cộng đồng, đồng thời tập huấn nâng cao nhận thức về xóa bỏ định kiến giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ trẻ em, phòng chống xâm hại bạo lực gia đình. Để tiếp tục triển khai dự án trong thời gian tới, Hội Phụ nữ tỉnh tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động thay đổi nếp nghĩ, nếp làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề cấp thiết cho trẻ em, xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, giám sát và phản biện hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị, trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.
Tối hôm qua tại thành phố Nha Trang, Ban quản lý chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh tổ chức game show Master English, Master Your Life cho hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa. 100 thí sinh tham dự game show trải qua 3 vòng thi, khởi động, vượt chướng ngại vật và phần thi về đích. Các câu hỏi bằng tiếng Anh thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng trong đời sống xã hội, các vấn đề về lịch sử văn hóa. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức chọn và trao giải cho 4 thí sinh có điểm số cao nhất của 3 vòng. Trong đó có một giải nhất trị giá 3 triệu đồng, một giải nhì trị giá 2 triệu đồng, một giải ba trị giá 1 triệu đồng, một giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh do Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ trì, tập đoàn Vingroup tài trợ. Cuộc thi nhằm tạo sân chơi kết nối các hội viên phụ nữ yêu thích tiếng Anh, góp phần lan tỏa phong trào học tiếng Anh trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, tiên phong gương mẫu đi đầu, năng động, sáng tạo, đồng hành cùng bà con làm giàu trên quê hương mình là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân dành cho anh Nguyễn Tuấn Hưng, sinh năm 1990, bí thư chi bộ, trưởng thôn Tân Hưng, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa. Không những thế, anh Hưng còn là nông dân sản xuất giỏi, biết áp dụng công nghệ vào sản xuất. Mời quý vị cùng đến với tấm gương người cán bộ trẻ năng động sáng tạo qua phóng sự ngay sau đây. Xác định nông nghiệp là thế mạnh của địa phương, nhưng gần đây do chi phí sản xuất tăng nên lợi nhuận sau thu hoạch của nông dân không cao. Anh Hưng quyết tâm cùng bà con nghiên cứu cách làm nông nghiệp hiệu quả. Cuối năm 2022, để tìm hướng đi mới cho nông nghiệp xã nhà, ngoài đưa vào trồng giống lúa mới chất lượng cao BDR99, anh Hưng thử nghiệm phun thuốc trừ sâu bằng máy bay không người lái trên 13 hecta lúa nước của mình. Với cơ chế phun trải đồng đều, lượng nước thuốc dưới dạng sương mịn giúp thuốc bám thấm nhanh vào cây trồng, làm tăng hiệu quả diệt trừ sâu bệnh hại, giảm công và chi phí so với phun thuốc theo kiểu truyền thống. Mô hình này đã được nông dân xã hưởng ứng, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, tiến dần tới chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của xã. Anh là một đảng viên trẻ rất là xông xáo, nhiệt tình trong công tác lao động sáng tạo để làm giàu cho bà con nhân dân và mảnh đất Ninh Hưng nói chung và thôn Tân Hưng nói riêng. Ngoài cái lãnh đạo chi bộ, anh là một nông dân sản xuất giỏi và anh đã hiện nay là anh có trong tay của anh là 13 hecta lúa, áp dụng khoa học kỹ thuật chăm sóc lúa với lượng thuốc, lượng phân và vừa đủ cho cây lúa cho nên năng suất lúc nào cũng cao. Cùng với đó, để nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, tạo ra giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Dù mới thành lập 2 năm nay, nhưng với vai trò là giám đốc hợp tác xã Ninh Hưng, anh Nguyễn Tấn Hưng đa dạng hoạt động của hợp tác xã. Nhận thấy tiềm năng của việc nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm nông nghiệp, hợp tác xã đã đẩy mạnh việc phát triển các nông sản do hợp tác xã tự trồng và thu mua, từ đó đảm bảo nguồn cung cấp ổn định và tạo cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực này. Bản thân luôn tìm tòi những cái giống lúa mới, rồi liên kết được với những cái công ty như vừa rồi thì cũng có hợp tác xã cũng có liên kết với lại công ty giống Đông Nam á, lại đưa cái giống lúa BDR99 về, rồi công ty là sẽ bao tiêu cái sản phẩm này cho bà con, rồi từ đó cho nên là mình cùng đồng hành với bà con đó, trực tiếp mình là trực tiếp mình sản xuất, rồi trực tiếp là thăm đồng mương máng, hệ thống mương đường nội đồng này kia nọ, có những cái vấn đề gì mà nó khó khăn á thì mình kịp thời mình giải quyết được liền, cho nên từ cái chỗ đó là sẽ tạo được một cái niềm tin của bà con nhân dân vào vào tổ chức đảng cũng như là tổ chức thôn ở địa phương. Với trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ thuộc thế hệ 9X, anh Nguyễn Tấn Hưng đã hoàn thành tốt trọng trách được giao, vận động nhân dân đồng thuận tích cực tham gia các phong trào quần chúng ở địa phương. Tấm gương đảng viên trẻ Nguyễn Tấn Hưng luôn đi đầu trong mọi phong trào và trở thành cầu nối giữa đảng với dân bởi sự năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Phần của chương trình là một số tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Nha Trang tổ chức kỷ niệm 48 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên Xung phong tỉnh Khánh Hòa 27 tháng 4 năm 1976, 27 tháng 4 năm 2024. Cách đây 48 năm, cùng với lực lượng thanh niên xung phong của tỉnh, lực lượng thanh niên xung phong thành phố Nha Trang đã hăng hái lên đường đến với những vùng núi rừng của tỉnh để khai hoang, phục hóa sau chiến tranh, xây dựng những vùng kinh tế mới, làm giàu đẹp cho quê hương đất nước. Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng yêu nước, những năm qua, cán bộ hội viên cựu thanh niên xung phong thành phố Nha Trang đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, quan tâm đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Dịp này, Hội Cựu
thanh niên xung phong thành phố Nha Trang đã trao tặng 7 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chúc sức khỏe, mong muốn các cán bộ, hội viên, hội cựu thanh niên xung phong thành phố tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Nhân kỷ niệm 49 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30 tháng 4, sáng nay Hội Chiến sĩ Cách mạng bị giặc bắt tù đầy huyện Dư Khánh tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày truyền thống. Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của Hội trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Mặc dù số hội viên ít, nhưng luôn nòng cốt đi đầu trong các cuộc đấu tranh chống địch tại các nhà tù Mỹ Ngụy. Trong thời gian đó, huyện Hội có 3 đồng chí được kết nạp hội viên trong tù, 5 đồng chí tham gia cấp ủy trong các nhà tù, 5 liệt sĩ đã hy sinh tại côn đảo Phú Quốc. Sau ngày miền Nam giải phóng, Hội Chiến sĩ Cách mạng bị giặc bắt tù đầy huyện Dư Khánh đã tập hợp được 341 hội viên, hiện nay còn 89 hội viên. Sáng nay, lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua, các đảng ủy khối và cơ quan trực thuộc tỉnh ủy Khánh Hòa, gồm báo Khánh Hòa đơn vị trưởng khối, trường chính trị tỉnh, đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, đã phát thanh vào truyền hình Khánh Hòa, phối hợp với Tổng công ty Khánh Việt tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm. Sau gần một tháng thi công, căn nhà được các đơn vị hỗ trợ xây tặng gia đình ông Cao Lịch có diện tích 50m², tổng kinh phí 150 triệu đồng. Trong đó, các đơn vị hỗ trợ 100 triệu đồng, gia đình đối ứng 50 triệu đồng. Gia đình ông Cao Lịch có hoàn cảnh khó khăn, nguồn thu nhập chủ yếu từ làm thuê nên không đủ kinh phí để xây dựng nhà ổn định cuộc sống. Nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị, gia đình ông vui mừng khi được sống trong ngôi nhà mới khang trang, nỗ lực vượt khó vươn lên. Việc xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ dân có khó khăn về nhà ở là hoạt động ý nghĩa nhằm trực tiếp hỗ trợ người yếu thế, nhất là hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để các hộ dân có nơi ở, an tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trong thời gian tới. Nhân dịp tháng công nhân năm 2024, chiều qua, Liên đoàn Lao động huyện Cam Lâm đã tổ chức khai mạc giải bóng đá mini truyền thống khối công đoàn cơ sở doanh nghiệp huyện lần thứ 4. Tham gia giải, 5 đội thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn đội có số điểm cao nhất vào vòng trong. Ban tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì, ba và giải phong cách cho các đội tham gia có thành tích xuất sắc nhất. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, giải thủ môn xuất sắc nhất cho các cá nhân. Giải diễn ra từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Thông qua giải đấu nhằm khơi dậy phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trên địa bàn huyện, đồng thời thúc đẩy khí thế thi đua học tập, lao động, sản xuất, phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch của doanh nghiệp và các chỉ tiêu kinh tế xã hội huyện năm 2024. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên thì có nắng và nắng nóng gay gắt. Từ Khánh Hòa đến Bình Thuận thì có nắng nóng cục bộ. Vùng núi phía tây của khu vực Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chi tiết cho các khu vực như sau. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, rải rác, cục bộ có mưa to. Trên khu vực Tây Bắc ngày có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Mưa tập trung vào thời gian chiều tối và đêm, nhiệt độ trong khoảng từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trên vùng núi phía Tây có nắng nóng cục bộ, phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thì cũng duy trì mức nhiệt dao động trong khoảng từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Với các tỉnh Tây Nguyên thì ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ trong khoảng từ 21 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Với Nam Bộ thì ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong khoảng từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Bản tin dự báo thời tiết đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.